Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói bạn phải nương vào tự tánh của bạn. Thích Ca Mâu Ni Phật nương vào tự tánh, chúng ta cũng nương vào tự tánh. Chúng ta cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật là bình đẳng. Cho nên tự tánh Tam Bảo quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh tịnh là ba đại cương lĩnh tu học của Phật Pháp. Tuy là nói như vậy, nói không sai, thế nhưng rốt cuộc chúng ta phải học từ chỗ nào? Chúng ta đích thực là mê mà không giác, khởi tâm động niệm là tà mà không chánh, là nhiễm mà không tịnh. Phật dạy chúng ta từ mê quay lại, nương vào tự tánh giác. Từ tà tri tà kiến quay đầu lại, nương vào chánh tri chánh kiến. Từ tất cả ô nhiễm mà quay đầu lại, nương vào tâm thanh tịnh. Thế là Phật giáo liền có ba pháp môn. Giống như giảng đường này có ba cái cửa có thể bước vào. Giác chánh tịnh là ba cái cửa. Chúng ta xem thử trình độ của chính mình, căn tánh của chính mình, xem cửa nào tương đối dễ vào thì bạn đi vào cửa đó, không nên miễn cưỡng. Miễn cưỡng thì khó rồi. Trong Phật giáo, các vị nên biết có Thiền Tông, Tánh Tông. Thiền Tông, Tánh Tông là vào từ cửa giác, cho nên gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đó là người căn tánh lanh lợi, thông minh nhất thế gian này, mới có năng lực tu pháp môn này. Đại sư Huệ Năng đã nói, những đối tượng mà Ngài tiếp dẫn là người thượng thượng thừa. Nếu không phải là người thượng thượng thừa thì cửa này không thể vào được rồi. Ngày trước khi tôi mới học Phật, lão sư nói với tôi, thiền thì giống như một bước lên trời vậy. Bạn có bản lĩnh này thì đương nhiên rất tốt. Một bước thì lên đến trời, giống như chúng ta lên lầu cao 10 tầng vậy. Bạn có cái công phu này, bạn từ dưới đất nhảy một cái thì lên đến lầu 10, vậy thì còn lời gì để nói chứ. Việc này không phải người thông thường có thể làm được. Thế nhưng nếu bạn không nhảy lên được, rớt trở xuống thì tan xương nát thịt, xong rồi. Đây không phải là người thông thường có thể làm được. Thông thường người có căn tánh trung hạ thì phải làm sao? Không cần lo, có cầu thang. Bạn leo cầu thang đi lên từng cấp, chậm một chút không hề gì. Giáo hạ là vào từ cửa chánh, chánh tri chánh kiến, cho nên đường đi của Phật rất nhiều. Leo cầu thang thì thời gian dài, phải mất 3 A Tăng kỳ kiếp. Đó là nói học giáo. Hiện tại chúng ta rớt hai cửa đầu rồi. Chúng ta không phải là thượng căn, không thể nói là một bước lên trời. Leo cầu thang quá chậm, mệt chết người, lại không muốn leo. Vậy thì còn phương pháp nào không? Vẫn còn một phương pháp, đó là niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là vào từ cửa tịnh, tức là tu tâm thanh tịnh. Chỗ này thực tế mà nói, bạn là người có công phu cũng được, người không có công phu cũng được. Bạn chỉ cần dùng một câu A-di-đà Phật này tịnh hóa ô nhiễm của bạn. Ngày nay chúng ta gọi là ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm tư tưởng, ô nhiễm kiến giải, thậm chí là ô nhiễm cả sinh lý. Chúng ta dùng một câu A-di-đà Phật đem nó tịnh hóa. Sau đó chúng ta nương công đức bổn nguyện của A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương tịnh độ, sanh đến thế giới cực lạc. Thành tựu và thọ dụng của chúng ta so với căn tánh thượng thượng căn của Thiền Tông không biết là cao hơn gấp bao nhiêu lần. Cho nên pháp môn này là thù thắng không gì bằng. Hôm nay chúng ta giảng bộ kinh này chính là giảng pháp môn này. Đây là pháp môn mà chư Phật tán thán. Chúng ta có thể gặp được pháp môn này, ngay Bồ Tát Phổ Hiền cũng bội phục. Cho nên trong ba cái cửa tam quy,
chúng ta nên đi vào cửa tịnh. Vì cửa giác thì chúng ta không cách gì đi, cửa chánh cũng rất khó vào. Chúng ta chọn con đường nhỏ, đi cửa tịnh, chọn tâm thanh tịnh. Điểm này quan trọng hơn bất cứ điều gì. A-di-đà Phật. Cẩn trích từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, tập 24.